Thị Ánh công an, Dương gặp Nguyễn Thị Ánh ở Lào Cai theo hai đô vào giữa sới. Hai đô xe đài. Trong người. Trong kêu vật đèo thuộc nữ này xin mời kêu vật đèo thuộc của Thanh Thư Liên là Nguyễn Văn Đức Hà Tây gặp Nguyễn Thạc Thông Đình Bảng, hai đô chuẩn bị. Hai đô chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị, trận đấu bắt đầu. Trần Thị Ánh ở công an đai đỏ giữ và đô Nguyễn Thị Ánh ở Lào Cai theo. Xong kêu vật này xin mời hai kêu vật thường của thanh niên là Nguyễn Văn Đức Hà Tây cố đỏ gặp Nguyễn Thạc Thông Đình Bảng cố xanh, hai đô chuẩn bị trang phục. Hai đô chuẩn bị, trận đấu tiếp tục. Qua hai đô vào giữa sới, ra công bố kết quả kêu vật vừa qua. Kêu vật đầu đầu ai vừa qua, đô Trần Thị Ánh ở công an đã rất giỏi được đô Nguyễn Thị Ánh Đồng Cai, cho nên kêu vật vừa qua đô Trần Thị Ánh đã thắng. Xin mời.